vượt đường xa xôi tim em đã khóc Xin kính chào các bác. Ở video clip này xin giới thiệu các bác một bộ đôi gọi là cậu với mợ đi với nhau. Cứ âm ly Panasonic dòng SU VX có VX450, VX550 và VX500. Đây em có con VX500 được các bác. Đánh vào những dòng loa Yamaha dòng NS như 590, 690 hay là NS 600, 700 monitor, 1000 monitor vân vân và vân vân. 500X, những dòng NS Bass 30 của Yamaha, kể cả những đôi 1000 monitor luôn. Thì hiện nay ở nhà em đang có một đôi NS 590 và các bác Bass 30, một chung, một tép đôm. Dòng này thì nó khác một chút so với dòng 690, là nó sử dụng con bass thì nó kiểu khác một chút, và con chung nó cũng sử dụng chung giấy, không sử dụng chung đôm như dòng NS 690. Và con tép thì nó sử dụng tép giống như dòng 700X hay là 1000 monitor các bác, rất giống luôn. Và đôi loa này cũng có hai vi tinh chỉnh mỗi thân thùng Bass 30, thùng gỗ rất đẹp, gỗ lạng rất đẹp. Đấy, đôi loa này thì trên thị trường dao động giá từ thấp nhất là đã là 7 triệu rưỡi rồi. Đó, em nhìn giá thấp nhất trên thị trường 7 triệu rưỡi và cao đến thời điểm muốn lên đến 9 triệu các bác. Đôi loa đẹp xuất sắc này từ e căng đến loa các bác nhá. Đó. Đôi loa NS 590 này em xin để các bác giá chỉ có 7 triệu tròn thôi các bác. 7 triệu tròn một đôi NS 590 mà Bass 30, mỗi thùng loa nặng đến 25 kg. Phía sau đây các bác đang để giá rất rẻ các bác luôn. 70W 8 ohm được các bác. Loa đẹp xuất sắc luôn, để các bác giá chỉ có 7 triệu các bác nhé. Giá cực kỳ tốt luôn. Các bác con âm ly giá thêm nữa là con âm ly này bình thường giá khoảng độ 3 triệu 2. Em để các bác con âm ly này giá 2 triệu 600 nghìn đồng nữa. 2 triệu 6 cộng với 7 triệu tổng là 9 triệu 6. Chưa đến 10 triệu đồng một bộ loa Yamaha Bass 30. Rất đẳng cấp luôn. Phải gọi là cực kỳ hay. Em sẽ mở thêm một đoạn nhạc lên khúc nhạc sống nghe thử nhé. Tất cả những bộ cấu hình này thì nó thường nó Bass 30 đánh bass nó rất căng và công suất lớn, các bác có thể nghe đa thể loại như vậy được. Bass đánh rất dã man các bác ạ. Đánh quá dã man bởi vì nó sử dụng Bass 30, và những dòng Yamaha thường cái củ từ rất là to, củ từ nó cực kỳ to phía trong luôn, nên nó đánh tiếng bass căng đét các bác. Quan trọng nhất là chúng ta có những chiếc âm ly nó phối hợp và nó ăn ý, và những dòng VX SU 500 này nó đánh rất hợp, nó sử dụng máy Class AA, công nghệ Class A mới VC4 các bác. Đó, các bác. Hai cầu AB cộng B 4 đến 16 ohm bass chép. Đó, các bác có thể thấy bass này còn chưa để đến 12 giờ các bác nhé. Đánh rất dã man luôn, lâu lướt vẫn còn. Đó các bác. Đánh gọi là tức ngực luôn. Đôi loa rất đẹp. Yamaha NS 590 quá tuyệt vời trong tầm tiền. Bạn nào có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em qua hai số 098 119 3686 và 0983 662 586. Em để giá trên tiêu đề các bác xem. Đánh cực kỳ hay các bác. Các bác có thể chơi đa thể loại luôn, vừa nghe chữ tình vừa đánh nhạc sống như vậy, rất hay các bác ạ. Bác phải đánh rung ngực luôn các bác.
loa rất nặng của Yamaha. Đây là phía sau của nó đấy các bác, cực kỳ đẹp, thùng vách đẹp khỏi nghĩ luôn các bác. 8 ohm, 35 đến 70W các bác. Nghe quá tuyệt vời, không muốn tắt camera luôn. Các bạn bác nào có nhu cầu lấy thì cứ nhắn tin cho em nhé. Bây giờ em xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chào các bác. Rất rất hay luôn các bác ạ.